chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Gia, mình là Amika đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên tay là chiếc Realme Q3S để test game cho các bạn đây. Chiếc máy này thì hiện tại sẽ có cho chúng ta là một cái mức cấu hình với chiếc 6778 và đang được bán tại điện thoại hay với mức giá là tầm khoảng là 6,6 triệu. Nói chung là nó sẽ hơi trên so với lại mức giá tại thị trường nội địa, nhưng mà các bạn xét về cái hậu mãi, chế độ hậu mãi mà điện thoại đang bán là sẽ có luôn cái bảo hành nguồn, vân tay và màn hình cho các bạn, nên thành ra là mình nghĩ là 6,6 nó vẫn là một cái mức giá phù hợp với lại cái chiếc Realme Q3S với một con chiếc 6778 rất là mạnh mẽ như thế này. Đó là về phần điểm số AnTuTu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần test game thực tế để xem cái trải nghiệm của nó như thế nào các bạn nhé. Và như vậy là mình đã vào game rồi các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ để ở mức độ họa là mượt 60fps và khử răng cưa 2x. Khử răng cưa ở đây thì một số bạn chưa hiểu, đó chính là nó sẽ giúp cho cái hình ảnh đồ họa nó mượt hơn. Mặc dù là cái độ phân giải nó sẽ không đến, nhưng mà nó sẽ cố gắng làm mờ đi những cái phần răng cưa như thế. Đó, thì trong đồ họa nó sẽ sắc nét hơn. Đây là một điểm mà mình nghĩ là sẽ rất là cần thiết cho một cái tựa game Bushi Mobi như thế này. Nếu như mà các bạn để cái độ phân giải cao ấy, thì lập tức nó sẽ khá là khó trong cái việc đó chính là xử lý. Và nó ảnh hưởng đến cái quá trình là chạy của những cái con chip tập trung giá rẻ. Nên là thành ra là nhà phát triển họ mới là để cái tính năng này vào để nó giúp làm mượt với những cái đường nét của nhân vật cũng như là cảnh vật, giúp cho trong hình ảnh tổng thể là nó sắc nét hơn, nó mượt mà hơn so với việc mà thấy cứ răng cưa nhìn rất là khó chịu. Rổ là như thế đó các bạn nè. Với một cái chiếc máy như thế này thì nói đi cũng phải nói lại, mức giá của nó có vẻ là nhìn chung là hơi cao so với lại cái mức giá được công bố tại thị trường nội địa Trung Quốc. Đó. Tuy nhiên thì các bạn mua tại điện thoại hay thì mặc định các bạn đã có luôn cái bảo hành nguồn và màn hình trong vòng 12 tháng rồi. Nguồn, vân tay và màn hình. Thường là các bạn mua những bên khác thì các bạn sẽ phải mua thêm từ 3 đến 400 nghìn cho một cái bảo hành như thế. Thì đối với lại điện thoại hay mặc định là các bạn đã được cộng vào bên trong giá máy rồi. Với giá máy như thế này thì các bạn đã có luôn cái chế độ bảo hành như thế. Nên thành ra là với những cái loại máy đợt đầu như thế này nhìn thì tưởng đắt, nhưng mà nhìn chung là nó không đắt đâu các bạn à. Tại vì một khi đã lỗi là gần như là hỏng luôn con máy rồi, nguồn, màn hình và vân tay. Cho nên là mình nghĩ là nó phần nào đó nó vẫn là hợp lý. 6778 là một con chip rất là lành của Qualcomm. Nó cùng hiệu năng với 6855, tuy nhiên thì cái trải nghiệm của nó nhìn chung cho ra là ổn định hơn. Và nó sẽ không có nóng quá nhiều như là Snapdragon 855. Cần mà lựa chọn một chiếc máy chơi game tầm trung như thế này thì rõ ràng là Snapdragon 778 nó là lựa chọn được ưu tiên lên hàng đầu. Trong phút giới này thì chúng ta cũng đã dễ dàng mua được những cái chiếc máy là Realme GT Neo rồi. Chạy chip Dimensity 1200, hiệu năng mạnh hơn gọi là khoảng gấp rưỡi như thế. Đó. Thì muốn buông mát hiệu năng thì có thể là lựa chọn Dimensity 1200. Còn nếu như mà muốn ổn định mát mẻ thì có thể là lựa chọn 6778. 778 là nó theo như cái suy nghĩ của nhiều người vẫn là kiểu ăn chắc mặt bền đó các bạn ơi. Loa của con này thì nhìn chung là khá là chất lượng. Rồi, AK4 các bạn ạ. Mình chưa quen cái độ nhạy này lắm. Loa của con này thì rất là chất lượng, nhưng mà mỗi tội nó là loa đơn chứ không phải là loa kép. Rất tiếc. Chứ âm lượng là cũng khá là to rồi đó. Có thêm một cái loa phụ ở trên cạnh trên nữa thì nó sẽ to hơn nữa. Màn hình của con này thì cũng đã được khắc phục về cái khoảng độ sáng rồi đó. Giờ đây thì mình có thể là chơi rất là thoải mái với cái tấm nền IPS LCD của độ sáng khoảng 600 nits như thế này. Rất thoải mái. IPS mà đã khắc phục được độ sáng thì còn gì nữa đâu mà lo, đúng không nào? Không có gì để lo cả. Chơi từ nãy đến giờ được khoảng 10 phút rồi thì mình thấy là rất là mượt, không có gì để chê cả.
Nhiệt độ đến bây giờ mình không thấy nóng lắm các bạn à. Nhiệt độ phòng của mình là khoảng 25 độ C các bạn nhé. Thì con này nó chỉ tầm 39 độ cho mức FPS là 60 thôi. Rất là hợp lý luôn. Không cảm thấy nóng tí nào cả. Rất là mát mẻ. Ok, mình sẽ test nhiệt độ luôn các bạn nhé. Và mình sẽ xin tổng kết luôn, đó chính là với cái chiếc máy này thì nó đang có trong ta là một con chip cực kỳ tốt các bạn ạ. Ổn định 60 FPS từ đầu đến cuối luôn, không có một hiện tượng drop nào cả. Đó, chơi rất là mượt mà và nhiệt độ thì cũng không quá nóng nữa, chỉ 40 độ thôi. Đây là một cái mức nhiệt độ rất là hợp lý cho một con chip Snapdragon 778 như thế. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là cái trải nghiệm cầm nắm của nó thì cũng sẽ tương tự như ba con chiếc máy khác. Đó chính là có một cái phần mặt lưng được bo cầm, cầm rất ôm tay, trọng lượng thì cũng chỉ khoảng 200g, rất là đầm. Và chúng ta có một cái màn hình với độ sáng đã được khắc phục, mặc dù là chỉ là cái tấm nền IPS LCD. Trải nghiệm trên con này nó rất là sướng, không có bị vấn đề gì về độ sáng cả, rất sắc nét, rất chi tiết. Còn về phần loa thì rất đáng tiếc là con này không có loa kép, mặc dù loa của nó khá là chất lượng đó các bạn nha. Với một loa thôi nhưng mà mình thấy là âm lượng khá là to và chi tiết âm trường nói chung là rất là tốt. Vậy các bạn nghĩ sao về cái chiếc Realme Q3S này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.